Xin chào các bạn và chào mừng đã đến với Phê Phim. Đã bao giờ bạn đọc những thông tin trên Internet về doanh thu phòng vé của một bộ phim nào đó và thắc mắc về những con số về doanh thu, chi phí mà các nhà sản xuất đưa ra? Phê Phim sẽ giải thích cho các bạn ngay bây giờ đây. Để làm video này, bọn mình đã tham khảo một số thông tin hữu ích trên các trang như Reddit, Quora, nhưng chủ yếu là từ cuốn sách The Hollywood Economist 2.0 của Edward J. Epstein xuất bản năm 2010, cuốn sách về các chủ đề kinh tế sau màn ảnh. Mình là Giang và chúng mình hãy cùng bắt đầu video nào. Phần 1. Chi phí. Đầu tiên, về chi phí, các bạn chỉ cần hiểu một công thức đơn giản như sau. Tổng chi phí bằng chi phí sản xuất cộng chi phí marketing. Trong đó, chi phí sản xuất hay production cost là các chi phí nhằm chi trả cho việc sản xuất như tiền lương của diễn viên, của đoàn làm phim, của đạo diễn, chi phí cho máy móc thiết bị, cho trang phục, vân vân và vân vân. Ngoài những chi phí cố định bắt buộc phải có thì trong một số bộ phim bom tấn có nhiều cảnh nguy hiểm nên bảo hiểm cho diễn viên đóng thế là một phần không thể thiếu. Điển hình như siêu phẩm Terminator 2 tiêu tốn đến 2 triệu USD tiền bảo hiểm cho các diễn viên đóng thế. Chi phí marketing hay promotion cost được dùng để chi trả cho các hoạt động quảng bá bộ phim. Thông thường thì hoạt động quảng bá này bắt đầu trước khi phim chiếu 1 tháng và tất nhiên tùy theo mức độ hoành tráng của chiến dịch quảng bá mà mức chi phí marketing sẽ khác nhau. Thông thường, con số về chi phí mà nhà làm phim đưa ra mà các bạn có thể tìm thấy được trên Wikipedia chỉ cho bạn nhìn thấy một phần của toàn bộ câu chuyện bởi vì nó mới chỉ bao gồm chi phí sản xuất. Với những thông tin được đưa ra, người xem sẽ nhầm tưởng rằng các nhà sản xuất nhanh chóng kiếm lại được khoản tiền đã mất mà bỏ qua một khoản tiền cũng vô cùng đáng kể là chi phí marketing. Có rất nhiều bộ phim đã đạt được thành công nhờ marketing và một trong những ví dụ điển hình của nghệ thuật này là Deadpool 2. Với những chiến dịch truyền thông khôn ngoan, từ việc hợp tác với nhiều người nổi tiếng như Celine Dion, David Beckham hay Manchester United đến việc phủ sóng rộng rãi trên TVC, Walmart thì Deadpool 2 đã khiến người hâm mộ vô cùng hào hức chờ đợi. Nhưng một chiến dịch marketing khổng lồ cũng đòi hỏi một ngân sách lớn. Dù thông tin trên Wikipedia hiển thị rằng bộ phim chỉ tốn 110 triệu USD chi phí sản xuất, nhưng có lẽ chi phí marketing phải khiến cho chi phí tổng lên đến gấp đôi con số này. Nhưng với thành công của bộ phim thì mức chi tiêu này chắc chắn là vô cùng xứng đáng. Tuy nhiên, không phải nhà sản xuất nào cũng có đủ sức để chi trả cho các khoản chi phí marketing khổng lồ hoặc là sử dụng những khoản tiền đó một cách hiệu quả. Có rất nhiều bộ phim hay nhưng vì không sử dụng tốt marketing mà đã không được thành công như mong muốn. Ví dụ như bộ phim hoạt hình The Iron Giant được đạo diễn bởi Brad Bird của The Incredibles. Được cho là kiệt tác của phim hoạt hình thiếu nhi, nhưng vào thời điểm ra mắt, bộ phim này chỉ đạt doanh thu phòng vé là 31,3 triệu USD so với chi phí là 48 triệu USD. Vậy nên, dù không được ghi lại một cách cụ thể, nhưng chúng ta đều ngầm hiểu rằng để có thể đưa bộ phim đến gần nhất với công chúng, thì chi phí marketing đôi khi có thể bằng hoặc thậm chí là cao hơn so với chi phí sản xuất rất nhiều. Vì những vấn đề nêu trên, các nhà sản xuất luôn tìm mọi cách để có thể giảm thiểu rủi ro tài chính. Và Lara Croft Tomb Raider ra năm 2001 có thể coi là một tuyệt phẩm trong lĩnh vực này. Theo tiết lộ cực kỳ thú vị trong cuốn The Hollywood Economist 2.0, thì mặc dù trên giấy tờ và trên các thông tin đại chúng, chi phí sản xuất của bộ phim này là 94 triệu USD, nhưng trên thực tế, Lara Croft Tomb Raider chỉ tiêu tốn 8,7 triệu USD. Tại sao? Đầu tiên, hãng sản xuất của Lara Croft là Paramount nhận 65 triệu USD từ hãng Intermedia Films của Đức, đổi lại cho họ quyền phân phối phim tại 6 quốc gia Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Nhật Bản. Phim tiếp tục tiết kiệm được 12 triệu USD khi quay tại Anh và các mánh khóe giảm thuế khi bán phim cho các nhà đầu tư Anh, rồi lại tiếp tục tiết kiệm được 10,2 triệu đô miễn thuế nhờ việc bán bản quyền cho công ty truyền thông TMG của Đức. Cuối cùng, từ con số khổng lồ 94 triệu USD, phim giảm xuống chỉ còn 8,7 triệu, với doanh thu phòng vé lên đến 274,7 triệu, một thương vụ cực kỳ có lời. Thứ hai, chúng ta sẽ bàn đến vấn đề doanh thu. Con số doanh thu được công bố nhiều khi rất lớn, nhưng thực tế các nhà sản xuất không nhận lại được nhiều như vậy. Lẽ đương nhiên, các phòng vé không thể chi trả hết cho hãng phim số tiền kiếm được từ các bộ phim, nhưng ở mỗi nơi, số tiền mà hãng phim nhận được lại khác nhau. Ở Mỹ, nhà sản xuất sẽ được nhận lại 50% doanh thu phòng vé. Có thông tin rằng 50% không phải là số cố định, và con số này sẽ giảm xuống còn 25% trong tuần mở đầu và tăng lên 75% sau tuần thứ hai, nhưng con số trung bình về cơ bản là 50%. Ở hầu hết các nước khác thì con số này là 40%, và riêng Trung Quốc, con số này chỉ còn có 25%. Chính vì vậy, thành công ở thị trường Bắc Mỹ sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc thành công ở thị trường nước ngoài. Ví dụ như franchise nổi tiếng Star Wars, loạt phim đã đi vào văn hóa đại chúng của nước Mỹ, có doanh thu ở Mỹ thường chiếm từ 40 đến 50% tổng doanh thu trên toàn thế giới. Hoặc gần đây nhất là Black Panther của Marvel. Dù bộ phim này không được thị trường quốc tế, đặc biệt là miền đất màu mỡ Trung Quốc đón nhận, nhưng với doanh thu nội địa lên đến hơn 700 triệu đô, đứng thứ 3 của mọi thời đại và chiếm đến 52% tổng doanh thu của phim, thì Black Panther vẫn thành công hơn hẳn so với những bộ phim có doanh thu toàn thế giới cao hơn như Jurassic World hay Furious 7. Tuy nhiên, kể cả không được chiết khấu cao, các nhà sản xuất phim vẫn luôn muốn thành công ở thị trường Trung Quốc. Là quốc gia có đến hơn 1 tỷ dân, chỉ cần một phần của quốc gia khổng lồ này đi xem đã có thể cân doanh thu của vài quốc gia gộp lại. Nhiều bộ phim đã giành được thành công lớn khi có thêm sự giúp sức của Trung Quốc, có thể kể đến Pacific Rim, giành được đến 112 triệu USD phòng vé tại Trung Quốc, cao hơn cả tại sân nhà Mỹ. Nhưng,
Nhắc đến pha cứu thua khủng nhất thì phải kể đến Transformers The Last Night, bộ phim bị chính Mỹ ngó lơ nhưng Trung Quốc đã lật kèo ngoạn mục với doanh thu là 229 triệu USD, gần gấp đôi doanh thu tại sân nhà Mỹ và chiếm đến gần 40% tổng doanh thu của phim trên toàn thế giới. Chính vì vậy, nhiều bộ phim cũng cố chiều lòng khán giả xứ này bằng cách thêm vào các diễn viên Trung Quốc như Cảnh Điểm trong Kong Skull Island và Pacific Rim Uprising, hay Phạm Băng Băng trong X-Men Days of Future Past, hoặc có những bối cảnh quay tại Trung Quốc như Skyscraper, dù đôi khi chính nhà sản xuất cũng biết rằng trông nó khá ngơ ngẩn và thừa thãi. Doctor Strange cũng bị đồn là đổi nhà sư Tây Tạng thành người da trắng để qua được cửa khẩu của Trung Quốc vì chính phủ Trung Quốc không quá mặn mà với vùng đất này. Những lý do bên trên mà chúng mình đưa ra đã phần nào giải thích cho các bạn tại sao nhiều phim nhìn có vẻ lãi mà hóa ra vẫn lỗ. Ví dụ gần đây nhất là Solo: A Star Wars Story. Với doanh thu 388,4 triệu USD cho 275 triệu USD bỏ ra, nhìn qua thì có vẻ như bộ phim này đã lãi hơn 100 triệu USD. Nhưng khi áp dụng công thức tính như trên, ta có thể ra một con số như thế này: 213.767.512 nhân 50 chia 100 cộng 16.473.217 nhân 25 chia 100 cộng 162.684.078 nhân 40 chia 100 bằng 176.075.691,45 triệu USD. Trong đó, 213.767.512 đô là doanh thu tại Bắc Mỹ, 16.473.217 đô là doanh thu tại Trung Quốc, 162.684.078 đô là doanh thu tại các quốc gia khác. Con số tổng nhỏ hơn so với 275 triệu đô chi phí sản xuất bỏ ra, chứ chưa nói gì đến chi phí marketing chưa được liệt kê ở đây, một con số có lẽ phải lên đến cả 100 triệu. Dù vậy, việc bị khán giả ngó lơ ở rạp không phải là cái kết cho một bộ phim. Nếu một bộ phim thất bại ở phòng vé, liệu nó có đem lại được lợi nhuận nữa không? Hay một bộ phim phải làm thế nào để có thể tiếp tục kiếm tiền một thời gian dài sau khi ngưng chiếu ở rạp? Câu trả lời chính là ở việc bán đĩa Blu-ray và các sản phẩm đi kèm. Một bộ phim kiếm tiền trong một thời gian ngắn là nhờ doanh thu phòng vé, nhưng nếu không thể bù lỗ thì nhà sản xuất vẫn có thể kiếm lại được tiền nhờ việc bán đĩa. Các bạn nghĩ tại sao Disney lại giàu đến vậy nhờ việc làm phim hoạt hình? Hay vì phim của họ luôn thành công? Chỉ một phần thôi. Trên thực tế, phim hoạt hình là những sản phẩm có thể tạo ra nhiều các sản phẩm ăn theo như figure, đồ chơi, thú nhồi bông và cả đĩa Blu-ray. Các phim gia đình và phim hoạt hình có xu hướng được người xem mua Blu-ray rất nhiều vì chúng phù hợp để xem trên TV trong phòng khách hơn là trong rạp, nơi cần đến sự nghiêm túc và im lặng tuyệt đối. Nhìn vào thống kê những phim bán được nhiều Blu-ray nhất năm 2018, có thể thấy những cái tên quen thuộc như Star Wars, Marvel, Disney. Bộ phim có Blu-ray bán chạy nhất mọi thời đại không phải một tác phẩm kinh điển, cũng không phải là phim siêu anh hùng, mà là Frozen với 7,572 triệu đĩa đã được bán ra, thu lại được số tiền khổng lồ là 160,182 triệu USD. Phải làm thế nào để khuyến khích người xem mua đĩa trong khi họ đã xem phim ở rạp rồi? Có một số phim có giá trị xem lại rất cao, ví dụ như Inception của Christopher Nolan đã bán được hơn 75 triệu đĩa Blu-ray và là một trong những phim có Blu-ray bán được nhiều nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, không phải bộ phim nào cũng có tính chất đặc biệt như vậy. Do đó, nhà sản xuất sẽ thu hút người mua bằng những cách khác, ví dụ như việc thêm các cảnh đã bị cắt ở rạp do thời lượng không cho phép. Nhưng đôi khi việc cắt xén này cũng phản tác dụng, khiến cho người xem đến rạp xem chẳng hiểu gì và vì không có hứng thú, họ cũng không muốn mua đĩa luôn. Những nạn nhân của sự cắt xén có thể kể đến bộ phim Kingdom of Heaven của Ridley Scott, hay gần đây hơn là điểm trũng của DCEU, Batman v Superman, những phim mà phải đến khi ra bản hoàn chỉnh trên đĩa mới chứng minh được giá trị thật sự của mình, thể hiện ở số lượng 2,523 triệu đĩa Blu-ray Batman v Superman đã được bán ra. Ngoài ra, các hãng phim cũng có thể cho một số kênh truyền hình hoặc các trang chiếu phim trực tuyến phát các sản phẩm của mình như Hulu, Amazon hay Netflix. Đây không phải nguồn tiền được các nhà sản xuất chờ đợi, nhưng cũng cứu được phần nào thất bại cho một số bộ phim. Các nhà sản xuất thường cũng không hết sức giữ phim của mình mà luôn cố tìm cách để phim được phổ biến hơn. Số tiền của hoạt động cấp phép hay licensing thường không được công bố cụ thể và nó tùy vào việc đàm phán giữa hai bên. Hoạt động cấp phép này sẽ diễn ra trong vòng vài năm. Khi hết thời hạn mà hai bên không gia hạn thì các kênh truyền hình và các dịch vụ xem phim trực tuyến sẽ không được chiếu phim trên kênh của mình nữa. Hiện nay, Netflix đang là công ty chịu chi nhất. Theo một số thông tin ít ỏi mà bọn mình kiếm được về chi phí cấp phép của các phim lẻ, thì để được stream phim của Adam Sandler, Netflix sẽ phải trả 15 triệu USD cho mỗi phim để nó được chiếu trên Netflix trong vòng 4 năm. Với số lượng khoảng gần 20 phim của anh mà chúng mình đếm được, thì rõ ràng đấy không phải là một số tiền nhỏ. Hiện nay, Netflix đang là giải pháp an toàn cho những bộ phim không tự tin về doanh thu của mình. Có một số bộ phim đã quyết định bán cho Netflix trước khi ra rạp, ví dụ như Mowgli. Cũng có một số ngày lệ vẫn quyết tâm ra rạp dù được Netflix chào mời và đã đạt được thành công to lớn, đó chính là bộ phim với dàn diễn viên toàn châu Á của năm 2018, Crazy Rich Asians. Cho đến thời điểm hiện tại, phim đã đạt được doanh thu là 238,6 triệu USD. Và vừa rồi là những thông tin cơ bản nhất mà bọn mình muốn đem đến cho các bạn về vấn đề doanh thu và chi phí. Mong rằng nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về những số liệu tài chính của những bộ phim mà các bạn đã và sẽ xem. Đây là video đầu tiên trong loạt những video về các vấn đề kinh tế, tài chính tại Hollywood. Vậy nên nếu các bạn cảm thấy hứng thú, hãy comment phía bên dưới để chúng mình biết và tiếp tục làm nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim thì đừng quên bấm like video và subscribe và nhớ bấm cả nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Đó là Giang, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem và hẹn gặp lại. He's looking at you, kid.
college. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.